ok cho tất cả các em à, đây là đề ôn tập giữa kỳ 2, tám mươi à, và đây là đề số 2 nhé ok thì uh, ừ ok thì mình đã uh, bước qua đề số 2 rồi uh, mình xem lại coi là uh, hôm bữa mình uh, làm đề số 1 mình sai cái gì mình thiếu cái gì thì mình uh, nhớ lấy à, uh, tốt nhất là khi mình là uh, luyện đề uh, tại vì uh, chắc chắn là năm sau thì mình cũng phải luyện đề cỡ nào cũng phải luyện đề và thậm chí luyện rất nhiều đề khác à, chứ không phải làm một hai đề năm bảy đề làm năm sau mình phải làm đến khoảng uh, 20, 30 ba đề đợi lại vậy à, thì lúc mà luyện đề luyện khôn lên à, mình mình không chỉ làm, làm làm lao đầu vào làm không được gì hết uhm. mình uh, làm rồi mình phải chốt lại ừ mình uh, thiếu cái gì mình quên cái gì mình chưa nhớ cái gì mình sai cái gì à, mình phải chốt lại rồi thậm chí á, là tốt nhất là à, khi mà luyện đề á, thì mình nên có một quyển sổ ừ. thì mình à, ghi lại những cái chỗ những cái lý thuyết những cái công thức mà mình thiếu hoặc là mình sai mình chưa nhớ đã lại vậy à, thì à, để mình check nốt là ở à, ví dụ như mình luyện năm đề Đấy à rồi đấy bằng đó trong năm đề đó bằng đó thứ mình sai đó rồi tiếp tục mình lại luyện thêm năm đề nữa thì năm đề đó nó có lập lại những cái lỗi sai đó không à đó đó thấy không à có nghĩa là lúc mà mình luyện đề á mình phải coi à, mình không chỉ lao đầu mình làm ha à, mình phải coi mình thiếu cái gì mình sai cái gì mình sửa nhớ á ừ dạ yeah. rồi ok cũng à, với cái nội dung tương tự thôi à, à, mình sẽ ôn à, tập nhau thế thôi nào có một nào à, phát biểu nào sau đây là sai Ừ làm nhá cô a lim của un bằng c với un bằng c là hằng số à thì thì, thì quá quá đúng rồi ha à, cô a này quá đúng rồi à, ví dụ như là lim lim của hai là bằng hai chắc luôn ok đơn giản mà thôi ha à, cô a đúng bỏ đấy mình chọn ô sai mà cô b là lim của q mũ n bằng không với trị tuyệt đối q lớn một thì câu này là câu sai ừ, sai chỗ nào sai chỗ này đây chỗ này trị tuyệt đối của quy phải nhỏ hơn một mới đúng à ok không đấy tuyệt đối của quy phải nhỏ hơn một nghĩa là à, à, nếu như mà quy viết được dưới dạng phân số á, thì từ nó phải nhỏ hơn mẫu ừ, cho nên à, thì thì lim của quy muốn n với bằng không được ok à, sai nhá sai chỗ này nhá ừ, sai cái dấu dấu này câu b rồi cộng 2 Giới hạn lim 2n cộng 1 chia 3n cộng 2 bằng gì? Easy gì? À, gì em? Đơn giản là mình sẽ đem chia cả hai à, tử và mẫu à, Chia cả hai trên dưới cho n Cho bậc cao nhất nhé à, Lim Ở trên tử mà chia cho n thì được sẽ 2 cộng 1 chia n ở dưới mà chia n sẽ được 3 cộng 2 chia n à, Sau đó mình xét thôi ừ. Cục này 1 phần n liêm của nó bằng 0 tại vì n tiến tới vô cùng mà đúng không tương tự cục này 2 chia n cũng liêm bằng 0 luôn ở trên tự được 2 dưới mẫu được 3 2 phần 3 hãy easy câu 3 ừ, câu 3 rồi ừ. <laughs> à, nếu như mà giả dạ dụ mà bí quá <laughs> thì mình có thể bấm mấy 2x à, nè cộng 1 Đấy, giả dạ dụ mình không biết gì đi à, mà thật sự bài này không nên bấm máy ừ, bấm máy để biết thôi mới à, biết phương pháp bấm rồi bấm cái hàm số 2x cộng 1 chia 3x cộng 2 đấy sau mình can đây, C là C nút C là C à, tại vì n tiến tới vô cùng cho nên mình sẽ can là 10 mũ 10 ừ, mỗi lần à, n tiến tới vô cùng hay là cộng vô cùng á à, xem như cộng vô cùng đấy bằng bằng lần nữa bực đấy 0,66 0,66 là 2 phần 3 ấy gì đó đúng không à, là 2 phần 3 hoặc là mình có thể lấy cái cục này mình trừ đáp án à mà xấu quá thì nên dò đáp án luôn đây tại tại 2 phần 3 nhé không không phải 6667 ok dạ. 3 cho hai giấy số UN và VN có số hàng tổng quát UN bằng 2 n 1 chia cho N cộng 1 VN là 2 3N chia N N lớn bằng 1 ok tính liêm của UN cộng VN à tính thôi tính thôi anh thì theo công thức á, theo công thức mình sẽ có lim của un cộng vn nó sẽ bằng lim của un cộng với lim của vn à, tắt lim thôi đơn giản ừ, tắt lim rồi bây giờ mình quăng vô à, un là gì quăng vô 2 n 1 một chia n cộng một vn là gì quăng vô hai 3 ba n à ấy thì cái này quá dễ rồi đúng không thậm chí chẳng chẳng cần bấm máy nữa đúng không mình sẽ chia cả tự và mẫu cho n à, lìm. ở trên tự chia n là được 2 trừ 1 phần n dưới mẫu chia n là được 1 cộng phần 1 phần n rồi bên đây tương tự mình sẽ chia cả tự và mẫu cho n bậc cao nhất à, mũ cao nhất đó. 2 phần n trừ 3 chia 1 đúng không dưới mẫu n trên n 1 chứ gì nữa rồi đó tính liêm thôi thì cục màu vàng này một phần n bằng không một phần nào bằng không ok thì đằng trước mình sẽ ra là lim của hai nghĩa là bằng hai đằng sau hai uh, 2, 2 phần n là bằng không nữa vậy là đằng sau nó ra trừ ba đúng không đáp án là trừ một đấy đáp án là trừ một nghĩa là của xe à, thôi thì gì ừ. hoặc là mình có thể bấm máy như vậy thôi cũng vậy thôi đâu nhập vô hai x nè trừ 1 x cộng 1 cộng cho à, cộng luôn không cần phải làm hai lần là hai lần cực 2 chữ 3 x chia x can à, lại một lần nữa n là tiến tới vô cùng à, 10 40 bộp luôn đấy chữ 1 ok c cô c rồi 4 <laughs> à, uh, hai dãy số UN và VN cho bởi UN bằng N bình cộng 1 trên N VN bằng N với uh, với mọi N lớn bằng 1 tính lim VN trừ UN lim của VN trừ UN Ok, thằng này thì không nên tắt lim nha tại vì nhìn nó phức tạp quá không nên tắt lim lim VN trừ UN Rồi, thế vô, liền Vn là gì đây? N trừ cho UN N bình cộng 1 chia N Đấy, bằng Lim Đi quy đồng lên H Quy đồng lên mình sẽ có N bình N bình trừ N bình mất rồi Vậy là trừ 1 chia cho N Ủa, dễ quá Và rõ ràng này bằng 0 này Đúng không? Không À, tại vì sao N N số cực lớn Đúng không? Trừ 1, trừ 1 là một con nhỏ nhoi nó như là một hồ hạt cát ở trong đại dương đúng không đấy chẳng lấy gì hết nó xem như bằng không b b ok ừ đơn giản mà thôi năm cho ba dãy số trong ba dãy số có bao nhiêu dãy số có giới hạn bằng không bao nhiêu dãy số giới hạn bằng không ok rồi bây giờ tự, so từng cái một là sống bây giờ dãy u trước lim Un bằng lim của một phần hai mũ n rõ ràng thằng này giới hạn bằng không chắc luôn vì sao vậy n tiến tới vô cùng hai mũ một số cực lớn thì nó càng lớn đúng không nó lớn bạo luôn đó. mà một là trên tự mà chia cho một số cực lớn với mẫu bảo đảm vào bằng không đúng không một con nhỏ nho chia cho uh, chia cho hàng vạn người uh, ví dụ như một quả cam chia cho hàng vạn người mỗi người chút xíu xíu đúng không bằng không đó là chắc chắn luôn à. rồi một đứa nha vậy là một đứa chứ hàng bằng không à thằng này là un ok nha đấy vn lim của vn bằng lim của một b chia ba chia cho à mũ nào <cười> <cười> rồi B chia 3 tất cả mũ n B chia 3 tất cả mũ n coi thằng này thì rõ ràng là giới hạn của nó là cộng vô cùng này đúng không cộng vô cùng ủa vì sao vậy đơn giản thôi vì B nó là 3,14 trên tự lớn hơn mẫu này đúng không tự lớn mẫu thì cái 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 này nó lớn hơn một đúng không nhỉ à, mà lớn hơn một thì bảo đảm là vô cùng nó cộng vô cùng đúng không còn chừng nào ngược lại à, nó nhỏ hơn một thì nó ra không được ok em ừ. rồi bài thằng này theo đề không lấy à tiếp liêu n bằng liêm của 3 mũ n chia cho 4 mũ n cộng một ok rồi thằng này làm thế nào đem chia cả tự và mẫu à, cho mũ cao nhất ừ. chính xác là đem chia cả tự và mũ à, và mẫu cho mũ có có cơ số cao nhất là bốn mũ n đấy, à, là bốn mũ n đấy đây nhá, à, liêm đi tắt mũ ở dưới ra nè, bốn nhân bốn mũ n đúng không? mình dùng công thức à, a a nhân b à nó no. a, a a a mũ a mũ b a mũ b nhân cho a mũ c Tức là bằng a mũ b cộng c, à, mình làm từ bên phải sang bên trái, Đó, tắt ra, ok thì uh, chia nếu mà chia cả tự và mẫu cho 4 mũ n thì mình sẽ ở dưới ở dưới là bằng 4 rồi trên tự là 3 phần 4 tất cả mũ n đúng không đấy mà theo công thức thằng này là bằng không đây thằng này bằng không đó nãy mới nói luôn đúng không lim của q mũ n bằng 0 khi chuyển đổi quy nhỏ một ok ừ, thì 3 phần tư nhỏ một cái gì nữa vậy này mình không mất tiêu rồi đúng không À vậy là WN được nhé. Vậy chỉ có hai đứa thôi. B. Hai đứa có giới hạn bằng 0. Ok. <cười> <cười> Rồi. Thế thì buồn buồn đi thi thì bấm, có thể bấm máy được. À bấm máy được. Phút tư. Đâu, một phần 2 mũ n nghĩa là 2 mũ x à x tiến tới 10 mũ 10. 10 mũ 10. Nào đó đó. N tiến tới vô cùng. Bụp. Ôi lỗi phép tính luôn đó, Ác liệt vậy à tại sao lỗi phép tính à mày nhớ lấy máy tính có cái mặt trái của nó lỗi phép tính là sao nghĩa là khi mà mình thấy x là bằng mùi mũ 10, 10 á mà còn hai mũ nó lên nữa có nghĩa là cái số lớn quá nó quá cái giới hạn của máy tính nó không tính được vậy bây giờ mình can giảm xuống ví dụ như x bằng một ngàn đấy biết một ngàn nó không vậy bập bập à cũng không được chưa được vậy can chấm sợ gì đúng không nó vẫn là số lớn mà số lớn rồi đấy 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 à mười muốn trừ ba như thế này thì bảo đảm là bằng không chắc ừ, bạn bằng không chắc rồi ok rồi vậy là lim này bằng không nhá lim của đưa thằng un bằng không bây giờ giờ coi bi chia, chia 3 B chia 3 chia mũ x à rồi thằng này dò x bằng 100 luôn mũ mà không 100 rồi đúng không 100 là nó càng càng lớn rồi ví dụ dò 10 bằng 10 này Đấy, 10 bằng 10 đây bập bập à lỗi phép tính không được thôi đi 1000, 10.000 vậy. 10.000 cũng được, bụp bụp. à lỗ phép tính vẫn 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 lớn quá. <laughs> vậy 1 1000 chắc cũng không được quá. À đấy, 10 bằng 20. 20 như vậy thì chắc chắn rồi. Là. Là, là là cộng vô cùng đúng không? Cộng vô cùng. Ok. Rồi. Còn thứ ba, 3 mũ x chia 4 mũ x cộng 1. Đấy, can. Nghen anh chắc ngày không được trăm thôi vậy trăm k bằng trăm bậc đấy mười muốn trừ bốn thì bằng không mất tiêu này đúng không cái thể loại này bằng không là chắc luôn đấy tóm lại là cô b hai hai hàm số a à, hai dãy số có giới hạn bằng không nào sáu cho dãy số u n v n rồi u n nói ôi tính liêm liêm của tích liêm u n nhân v n bằng thế vô u n đâu hai mũ n chia năm mũ n nhân v n bốn mũ n chia ba mũ n rồi ừ. đưa về cùng cơ à, hai mũ n bốn mũ n nghĩa là hai mũ hai n ừ. đúng không bốn mũ n nghĩa là 2 mũ 2 tất cả mũ n. Lấy mũ trong nhân mũ ngoài, 2 mũ 2 này. 2 mũ 2n mình mình nhân thêm 2 mũ n đó thì mình lấy hai cái mũ mình cộng lại. Đấy. Là ra là 2 mũ uh, 2 mũ 3n. Đúng không? Mà 2 mũ 3n nghĩa là 8 mũ n, đúng không? Cái này nó bằng là 2 mũ 3 tất cả mũ n. Đấy, kết cục này là 8 này. À. Trên tự là 8 mũ n rồi ở dưới mẫu dưới mẫu mình muốn nợ ta mình có thể đi làm công thức được à, biến đổi vậy hơi phức tạp đi làm công thức a muốn n nhân b muốn n là bằng ừ. a nhân b tất cả muốn n à, nếu cùng mẫu cùng mẫu là mình sẽ gom cái cơ số lại nhân với nhau à, thì ở dưới mẫu đó là 15 đúng không nhỉ 15 mũ n ừ. đi gom lại lần nữa lim của 8 phần 15 tất cả mũ n Ồ thì rõ ràng thằng bằng không có tiêu rồi Đúng yeah. chưa Không rồi vậy Tại vì tự nó nhỏ hơn mẫu mà không? Tự nhỏ hơn mẫu Chắc chắn nó bằng không rồi C Đấy, Mấy đứa có thể hoàn toàn bấm máy tính để mà check lại cái đó ừ, Cũng vậy thôi Rồi Bảy Cho hai dãy số UN 4UN VN 2 x 3UN cộng 4UN À Easy rồi slim u nào? chia v nào? bằng 4 mũ n trên tự nè chia 2 x 3 mũ n cộng 4 mũ n dưới mẫu rồi đem chia thôi ừ, liền đem chia cả tự và mẫu cho 4 mũ n thì trên tự là 4 mũ n chia 4 mũ n bằng 1 rồi ở dưới mẫu thì nhanh chia 2 là hệ số giữ lại Đấy không 3 mũ n chia 4 mũ n gom mũ lại luôn là bằng 3 phần tư tất cả mũ n Đấy. rồi có bốn mũ n ở đây thì chia là bằng một rồi à, bây giờ xét thôi cái bằng không đúng không 3 phần tư tất cả mũ n là bằng không gì nữa à, vậy là ở trên tự là cùng một dưới mẫu cùng một luôn một Đấy đây là bạn câu a ok giờ yeah. ừ, câu a rồi câu 8 giới hạn lim x tiến tới 1 của x bình cộng 2 cộng 1 chia cho 2x lập cộng 2. Ok. Sao vậy? Khi mà x tiến tới một số nào đó thì ngay lập tức phương pháp đi tìm giới hạn là gì? Thẻ. Thẻ liền. Thể liền ngay lập tức. Thì uh, trên tự trên tự thế vào thì mình ra là ra là 0 đúng không? Ra, ra 0 1 này 2x này. 2 nhân 1 này. Ừ, đúng rồi, 2 cộng 1 đây đó bằng 0 rồi trên tự bằng 0 dưới mẫu bằng 0 luôn tại vì x mũ 3 là bằng trừ 1 đúng không trừ 1 trừ 2 cộng 2 bằng 0 Ồ, vậy là không chứa không nói gì đây là bài toán không chứa không nghĩa là vô định vô định thì làm thế nào vô định thì đi phân tích là một đi làm gì nữa đi làm nhân lượng liên hiệp nếu như có căn à hoặc là nếu như mà À, cái đa thức nó lớn quá bậc nó lớn quá thì mình có thể đi chia hoặc nè à thì thằng này phân tích đi cho nó ngon bằng lim rồi thằng rõ ràng ở trên từ là thằng đẳng thức quá rõ ràng luôn đúng không x cộng một tất cả bình Đấy dưới mẫu thì mình rút hai ra rút hai ra trong ngoặc nó ra là x lập cộng một lại một lần nữa hẳn thức đúng không vậy nó sẽ ra là x cộng một nhân với x bình trừ x cộng một đấy hẳn thức đấy thử đấy rồi chết Triệt trên dưới thì mình sẽ ra liêm của trên tự vẫn còn x cộng 1 đúng không còn dưới mẫu nó là x bình trừ x cộng 1 hãy à, nhân 2 rồi ừ. x tiến tới trừ 1 rồi sau khi khử cái lượng vô định thì mình đi lại đi thế tiếp thì khi mà thế là rõ ràng là mình ra là x bằng ở, ở trên tự là nó ra là không đúng không trên tự bằng không còn dưới mẫu nó ra là Gọi là gì ta à, Trừ 1 1 Thế vào đây theo vào đây mình sẽ có là 2 Nhân 1 Cộng 1 Cộng 1 a à, vậy là Trên tự bằng 0 à, Thì chắc chắn là nguyên cái phân số bằng 0 này. Đúng nhờ ừ, Vậy lim ra bằng 0 B Ok ừ. Mình có thể bấm máy Ý, Bấm máy nào <laughs> Bảo, Bấm cái hàm vô x bình cộng 2x cộng 1. Rồi can. À. X tiến tới trừ 1. Đừng bấm trừ 1 nha Bấm trừ 1 là nó vô định á. Đúng không nào? Bấm trừ 1 là nó không? Gõ phép tính vô định. Mình can mình can lên cận nó. Ví dụ như là kiểu như là trừ 1 phép 0001. Ví dụ vậy. Đấy can lên cận gần gần thôi. Đấy trừ một phần bằng này thì bảo lại bằng không rồi hoặc là mới đó có thể à, à, bấm cái nút độ à, nút độ à, không 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 độ không phút không khắc không giây là thể loại nào cũng bằng không hết à, lim bằng không chắc luôn nó tiến dần về không cô bé nhé ừ. cô bé nhớ là can lên cận đừng can ngay đó can ngay đó là lỗi phép tính lại hoang mang á cô chín giới hạn lim x tiến tới 3 trừ của chế độ x 3 chia x 5x 15. À, thằng này thì à, đây là giới hạn trái. À, 3 3, -3 nghĩa là sao? X tiến tới 3, 3 Nghĩa là x nhỏ hơn 3. À, cái dấu trừ là dấu nhỏ hơn nhé. Dấu trừ là x nó sẽ nhỏ hơn, còn dấu cộng nghĩa là x lớn hơn, đơn giản vậy thôi. Ha. À. Rồi, bây giờ bây giờ mình mình phải à, à, lợi dụng cái thằng lim trái đó, x nó nhỏ hơn 3 để mình phá cái chị ra đã. À, cái chị để rất ngứa mắt nha à, Đi phá chị ra Vì x tiến tới 3 trừ Cho nên X phải nhỏ hơn 3 À như đã nói Dấu trừ này nghĩa là dấu nhỏ hơn Mà nếu x nhỏ hơn 3 á Thì bảo đảm là Con x trừ 3 này nó phải là Thế nào nhỉ Nó âm rồi Đúng không nó Âm mất tiêu rồi Đấy Vậy nghĩa là trong chị âm à, Trong chị âm mình có quy tắc phá, phá trị là khi mà trong chị mà âm á, thì phá trị mình sẽ đổi dấu à đổi dấu nhá vậy liêm x tính tới 3 trừ đổi dấu vậy ra là 3 trừ x rồi đúng không 3 trừ x ở dưới mẫu 5x 15 à giữ đi 5x 15 ok rồi lại một lần nữa khi x tính tới một số như thế số 3 nha số 3 nha số 3 nha thì mình đi thế à đấy, đi thế thì trên tử là bằng 0, ừ, 3 3 là 0 chứ mấy. Dưới mẫu bằng 0 nốt luôn. Rồi. Vậy là 0 chia 0 mất tiêu rồi. 0 chia 0 là vô định. Gặp vô định như vậy thì đi phân tích trên tử vô vọng luôn không viết hết nổi. Còn ở dưới rõ ràng mình có thể đi root -5, root -5 cho nó tới luôn, đúng không? Lỡ rút rồi rút cho đến cùng luôn. À dưới mẫu root -5 này thì rõ ràng ở trong ngoặc là còn 3 chữ x rồi rồi triệt bụp cái là ra là lim của x à, x tính tới 3 trừ à, ra một ở trên và dưới mẫu là trừ 5 đúng không? vô trừ này luôn đấy đây lim hoàng số bằng trừ 1 phần 5 đấy cậu bề rồi ok ra yeah, cậu bề rồi bấm mấy cái cho nó vui nhà vui cửa nè chuyển đổi bấm chuyển đổi luôn U. Đây đây x trừ 3 chia 5 x trừ 15 à, can x tiến tới 3 trừ như nó nói là x nó sẽ nhỏ hơn 3 nghĩa là mình can lên cận số 3 2,999 ví dụ vậy à, đúng không? lên cận và bên trái số 3 nhỏ hơn 3 nha bằng bằng Hãy à, chỗ cho chính xác trừ 1 phần 5 kiếp không liêm đúng trừ 1 phần 5 10 giới hạn À, x tiến tới 2 của x bình cộng 7 4. Đó, lạo lần nữa. Khi x tiến tới một số như thế. Đâm đầu vào thế. Thế x bằng 2 vô. À, thế vô. Thì chỗ này nó ra 4 nè. À, là xin lỗi. Ra 4 chứ. À, ra 4. À, 6, 4. ố cái thể loại nó ra 6 rồi. Đúng không? Nó ra một hằng số rồi. Vậy là ngon rồi. Vậy liên này nó sẽ ra là à, 2 tất cả bình. Đấy, thế. Cộng 3 nhân trừ 2, 4 thì ra trừ 6 đây đây chính là đáp án của liêm luôn chẳng vô định vô điếc gì hết đúng không đó chính là đáp án luôn mà là của d rồi easy game easy game rồi của 11 giới hạn liêm x tính tới 1 cộng của x bình trừ x cộng 1 chia x bình trừ 1 bằng rồi một lần nữa x tính tới một số số 1 đúng không số 1 thế ngay lập tức dùng thế vào dưới mẫu thì chắc chắn nó bằng không rồi đúng không còn thế trên tự à một nè trừ một nè cộng một nè à, vậy ra một đúng không vậy tóm lại là thằng thả, thả loại này nó ra là một chia không đúng không khi mà thế vô nó ra một chia không mà một chia không là vô cùng là ra vô cùng đấy ok chưa và mình sẽ coi thử coi là dấu vô cùng là liệu dấu gì dấu nhỏ à, dấu 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 âm dấu dương à, dương vô cùng hay là âm vô cùng ok muốn biết dấu thì dễ lắm thì coi thử dấu của từ là gì đúng không à, dấu của mẫu là gì từ mẫu cùng dấu thì chắc chắn là dương vô cùng đúng không cùng dấu thì chia nhau phải ra dương nhỉ từ mẫu mà khác dấu đưa âm đưa dương à vậy chia nhau ra âm chắc luôn đúng không vậy là đi đi coi thử coi lim của tự là bao nhiêu x bình chữ x cộng một x tiến tới một cộng thì thằng này thế vào thế một vào nó sẽ ra là một lớn không rồi đúng chưa lớn không rồi còn cái liêm của mẫu á liêm của mẫu là bằng không có tiêu rồi đúng không bằng không có tiêu rồi vậy là mình chưa xác định được thằng này âm hay dương vậy là mình phải đi lợi dụng cái thằng x tiến tới một cộng đúng không x tiến tới một cộng nghĩa là sao vậy dấu dấu cộng nghĩa là lớn hơn không à lớn hơn chứ nhỉ đúng không x sẽ lớn một đó à, dấu cộng nghĩa là lớn hơn dấu trừ nghĩa là nhỏ hơn đơn giản rồi x lớn một vậy thì x bình trừ một nó âm hay dương quá đơn giản ừ, dễ đi bình phương hai vế lên x bình lớn hơn một đúng ra vậy chuyển qua là nó ra dương rồi đúng không x bình trừ một là lớn không đấy ôi tự dương mẫu dương luôn vậy là cùng dấu mất tiêu rồi dương chia dương thì phải bằng dương tóm lại liêm của cục này bằng cộng vô cùng ok ừ ổn hết chưa cộng vô cùng nhé và nghĩa là cụ đề đấy này đó, bấm máy này Bấm máy cho khỏi hoang mang á. X bình trừ x cộng 1 chia x bình trừ 1. X tiến tới 1 cộng nghĩa là lớn 1. À, x lớn 1 nha. Thì mình dò 1 phép 0, 0, 0, 1. Đấy lớn 1 lên cận bớp đáy nó đến 500.000 lực. À, quá lớn vô cùng luôn. cộng vô cùng nhá cộng vô cùng ở đây nhá ok 12 12 cho giới hạn lim x tiến tới trừ vô cùng của căn x bình trừ 2 cộng 3 trừ x chia cho 2 trừ 1 ok thì dễ thôi bây giờ mình cứ rồi coi rồi rút bậc cao nhất hả đi rút bậc cao nhất ra ừ, tại vì x nó tiến tới vô cùng thì cái phương pháp của mình sẽ là Đi rút bậc cao nhất Hay là mình chia cả tự và mẫu cho bậc cao nhất cũng được ừ, Bố tư cũng được Rồi bây giờ rút ra nào Lên Ok Bây giờ đầu tiên là mình phải đi rút cái con uh, X bình ra trước đã à, Trong căn rút x bình nhá x bình này trong mặt còn là 1 trừ 2 chia x cộng 3 chia x bình đại ok chưa có à, x bình rồi rồi mình quăng x bình ra ngoài luôn quăng x bình ra ngoài căn luôn à mà mà mình đã có công thức mình đã từng học công thức căn của a bình là bằng trị đối của a đó mình căn mình căn nó xuống mình quăng nó ra ngoài thì phải ra trị đổi mà mà chuyển đối này nếu như mà a mà âm ấy thì phải đổi dấu à, phá chỉ đổi dấu khi a âm à, còn khi mà ai dương ấy, thì giữ lại giữ dấu lại giữ y chang lại à lớn không phải thằng này là khi mà mình quăng cái con x bình ra ngoài thì ra trị tuyệt đối của x đúng không mà x nó lại tính tới trừ vô cùng Đấy dấu trừ tổ bố đó chắc chắn là x âm rồi đúng không cho nên mình phải đi có dấu trừ đằng trước đó nữa đây trừ x đó chính xác như vậy trong là 1 cộng 2 phần x 3 phần x bình rồi trừ x chia 2 trừ 1 rồi easy rồi đúng không mình sẽ đem chia cả tự vào mẫu cho x à, cho bậc cao nhất đấy thì uh, mấy con x mình vứt hết rồi đây vứt nè vứt nè vứt nè đấy nó ra là trừ căn <laughs> Đấy, trừ 1 đúng không? Chia cho 2 trừ 1 phần x Đúng chưa? À, cứ thế mà chia thôi Vậy là được bao nhiêu? À, thằng này bằng 0 vứt Thằng này bằng 0 vứt Thằng này bằng 0 vứt luôn Vậy là ở trên tự là được bao nhiêu? Trừ 1, trừ 1 và trừ 2 Dưới mẫu còn có 2 rồi Đúng không? Vậy chia nhau bằng trừ 1 Đấy, easy game Câu A Ừ, ngon lành chưa? Thôi rồi. 13. Cho lim của fx bằng trừ 2 khi x tiến tới 1 tương tự lim của gx bằng 3 khi x tiến tới 1. Tính lim của fx cộng 2 gx khi x tiến tới 1. Easy À, đi tắt lim rồi mình được ha. Lim của fx khi x tiến tới 1 cộng với 2 lần lim của gx khi x tiến tới một thế thôi à. mà mình để để cho cái này rồi à đây để cho cái này rồi nhá cái này để cho luôn đúng không để thiếu gì đâu thế cho thôi à, thế vô mình sẽ được bằng fx đầu bằng chữ 2 này cộng 2 nhân 3 bằng vậy bằng 4 rồi dạ yeah, 4 à 17 easy rồi thế thôi đơn giản Ừ, đơn giản. 14. Hàm số nào dưới đây liên tục tại x bằng 1? Quả hay rồi. Ừ. Bây giờ cần nhắc lại cái kiến thức liên tục á. Cho hàm số y bằng fx. Nếu như mình có lim lim trái x tiến tới x0 trừ của fx bằng với lim phải x tiến tới x0 cộng của fx và bằng luôn con fx0 fx0 tính sao đơn giản đi thế x bằng x0 vào hàm số là ra fx0 nếu như mình có được cái thế này là loại này thì mình sẽ có liên tục hàm số fx liên tục tại x0 ok nào bài này thì nó cần là tại x1 à, liên tục tại x1 thì bây giờ mình nhắc Thế thì nếu như mà muốn liên tục đúng không? Nếu mà muốn liên tục theo định lý cục màu đỏ bên phải này thì ít nhất là mình cần phải có lim trái nó bằng nhiều, đúng không? Lim phải nó bằng nhiều và quan trọng nhất là gì? Là cái con fx0 này nó bằng bao nhiêu? Đúng không? Có nghĩa là cái giá trị tại ngay con x đó đó, x0 á nó phải tồn tại, không thể là không tồn tại được đúng không? Vậy vị vào đó là mình phán câu A toàn Câu B À câu B được Câu C toàn Câu D toàn luôn Tại sao mấy câu A, A, C, B, D là toàn Tại vì Khi mà x bằng 1 á, thì cái mẫu này nó vô định này. Đúng không? Mình thấy một vào mẫu bằng 0 làm sao mà được Vô định rồi ha có nghĩa là không tồn tại F1 đúng không? F của 1 Thằng này không tồn tại thì không thể nào mà có liên tục được đúng không ít nhất phải có thằng tồn tại phải có thằng đó tồn tại tương tự như vậy mình thấy x một vào đây là nó vô định bố rồi làm sao mà x trừ hai căn mà 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 trong căn là âm được đúng không sai cô d cũng tương tự à, cô d cái mẫu do cái mẫu này cũng không được nè à, em không được nhé vậy là cô b chắc luôn ok cô b là tồn tại đúng không tại vì sao tại vì f của một thế vào thì nó sẽ ra là à, chiều 1 phần 2 đấy xong rồi nếu chắc cú mình sẽ đi tính lim trái lim phải của một à, mà không không cần không cần à. thế vào là f f 1 nó nó xác định nghĩa là là chắc chắn liên tục tại đó rồi chắc chắn rồi 14 số điểm gián đoạn của hàm số y bằng 1 phần x mũ 4 trừ 3x bình cộng 2 ok rồi bây giờ đầu tiên là đi coi thử cái mẫu nó có nghĩa là bao nhiêu đã đúng không? À, x mũ 4 trừ 3x bình cộng 2 Mình sẽ đi bấm máy luôn bằng 0 Bấm máy phương trình bậc 4 luôn Không cần bấm phương trình trùng phương nha à, Cực lắm Bấm bậc 4 luôn Nhiều 1 0 Trừ 3 0 2 Đúng không? Bập bập căn 2 x bằng căn 2 nhiều nữa 1 1 căn 2 ồ x bằng cộng trừ căn 2 x bằng cộng trừ 1 đấy 4 nghiệp tất cả rồi vậy ừ. vậy là rõ ràng là à, cái tập xác định của hàm số chính là d bằng r và bỏ đi bốn con này out, bỏ bốn con này cộng trừ căn hai với lại cộng trừ một, à và đây chính là bốn điểm gián đoạn của hàm số. Gián đoạn nghĩa là sao? Gián đoạn nghĩa là khi mà hàm số nó chạy, à, hàm số nó chạy, à, tự nhiên chỗ đó không không xác định được, ngay chỗ đó không xác định được, à, nó có nó chập vô định kịch một cái à, là không được, chỗ đó không xác định nổi. Rồi nó tiếp tục lại chạy chạy thì có phải là nó bị gián đoạn đây không? đúng không gián đoạn ngay cái chỗ không xác định được Đấy. trong trường hợp này chính là gián đoạn nghiệm của mẫu đơn giản mà thôi ừ. rồi 16 nào Ui sorry Sorry tất cả mọi người à. Đang uh, đang ốm Đang ốm Cho nên là giọng nó hơi bị nghèn ngẹt, 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 hơi khó nghe mình tẹo ừ. rồi thôi thì tới đâu mình hay tới đó à. rồi ok 16 nhá cho hình lăng trụ tứ giác ABCD A phải B phải C phải D phải M trung điểm B phải đây mở trung điểm ảnh của đoạn thẳng A, M qua phép chiếu song song theo phương chiếu A, A phải, lên mặt phẳng ABCD là đoạn thẳng nào? Ok. Ok, phương chiếu của mình là thằng nào? Phương chiếu của mình là cái phương A A. Đúng không? Phương A A. Đấy. Thì rõ ràng là ảnh ảnh của con A À, ảnh của A phẩy lên ABCD. Tất nhiên là theo phép chiếu, phương chiếu là A phẩy A chính là con A. Đúng không? Ừ, ảnh của A phẩy là điểm A. Đấy, đây một cái. Tương tự như vậy. À, mình có ảnh của con M. Đấy, lên ABCD. Theo phép chiếu A phải luôn. À, là con em là con b đúng không là con b đấy vậy thì đơn giản là mình sẽ ráp hai con này lại đây chính là đã AB b đấy đây đáp án ok con b Easy gì vậy thôi ừ. chiếu theo phương nào thì mình cứ làm theo phương đó thôi chẳng gì hết ý gì <laughs> rồi 17 hình hộp ABCD A B C D phẩy mệnh đề nào dưới đây đúng ok vẽ hình hộp vô nha à với lại vẽ mấy cái vector luôn ok rồi Thế coi coi thằng là đụng phận là xong câu qua vector AD vector A phẩy C phẩy D phẩy đồng phẳng với nhau AD A phẩy C phẩy D phẩy ui chẳng đồng phẳng tí nào hết ừ. con uh, A phẩy C phẩy bị lạc ra ngoài rồi không đồng phẳng đồng phẳng nghĩa là cả ba vector nó nằm trên cùng một mặt phẳng thì mới gọi là đồng phẳng ok cô B AB BC và DD phẩy đồng phẳng lại không đồng phẳng rồi con DD phẩy này bị lạc ra ngoài rồi không ok không đó rồi cô C AB AD và A phẩy AB AD và A phẩy lại một lần nữa cả ba con này không đồng phẳng con A phẩy cũng bị lạc ra ngoài luôn rồi đúng không đấy con này có bị lạc ra ngoài rồi cô D B phẩy C phẩy rồi AD rồi và DC à hay quá thế thì mình thấy là à, có vẻ như B phẩy C phẩy bị lạc ra ngoài đúng không? Nhưng mà không hề nha. Tại vì con B phẩy C phẩy này nè đấy, nó sao nhỉ? Nó song song với vector AD À, hai vector song song với nhau coi như đồng phẳng gì à, vậy tự nhiên là ba đứa là phải đồng phẳng với nhau thôi tại vì sao ad với dc đồng phẳng luôn. ad với dc là là, là thuộc mặt phẳng đáy thấy không? rồi b phẩy à, c phẩy nó song song với ad thì cũng đồng phẳng thôi à, vậy là câu đề rồi Câu đề hãy thế rồi easy gì ừ, y gì game ừ, 18 lại hình hộp u rồi copy hình hộp gì xuống nhá đúng rồi đi e chang Rồi, ok. đẳng thức nào xoay đúng. Cho hộp như thế. Rồi. Giờ đó giờ vector thôi, chẳng gì hết. Đâu? con đầu tiên câu A, AB cộng AD, dò thử nha. Câu A, chà, câu A mà đúng thì chọc thẳng với câu A. AB cộng AD cộng A phải. Rồi, ui trời hai con đầu tiên. Đây, con này chính là quy tắc hình bình hành. Tại vì hộp chữ nhật mà, à xin lỗi hình hộp hình hộp đủ rồi ABCD là hình thành cho nên vector AB cộng vector AD chắc chắn sẽ bằng vector AC đúng không cộng AC phải oh, sorry A phải chứ ok thì nó bằng cái gì nhỉ AC A phải A phải rồi cũng là quy tắc hình thành đó. đây AC C phải A phải ấy nó sẽ tạo ra hình bình hành ok thì ac với cộng với a phẩy nó sẽ ra là ac phẩy đúng không ac phẩy cái đường chéo đường chéo này nè Đấy, đường chéo của yêu nè đó ok chưa Đấy, vector ac này cộng vector a phẩy bằng vector ac phẩy Ồ, vậy là câu A đúng luôn Khỏi dò mấy kia Đúng không? Không cần dò Đơn giản thôi thôi Nó ừ. à, quy tắc hình bình hành đó Quy tắc hình bình hành <laughs> Hay là mình có một cái Cái gì? À, mình có thể có uh, Thành lập một quy tắc Gọi là quy tắc hình hộp Cũng được Đúng không? Người ta mình có thể Người ta có thể Thành lập một quy tắc ừ. Tại vì uh, Mình chứng minh hồi nó cũng vậy Đúng không? Quy tắc hình hộp hình hộp nha ừ, hình hộp hộp xiên hộp đứng chữ nhật là phương những vậy hết à, thì ba cái vector ab là một vector ad này và vector aa phẩy à, nghĩa là đầu là đầu chung một định như vậy đấy mọi người thấy không ab ad rồi a phẩy là ba cạnh có chung định a ừ. thì tổng của ba cái vector đó nó sẽ bằng cái vector ac phẩy Đấy, C phẩy là cái đỉnh đối của A trên này. Đấy, ok nha. Đấy, bằng vectơ động này. Các bạn. Tương tự như mình có ví dụ như vectơ de cộng với vectơ DC cộng vectơ DD phẩy. À, thì nó bằng vectơ gì? DB phẩy. Đấy, ok giờ ha, vậy Đó mình có thể lập thành một quy tắc hình hộp như vậy. Rồi 19 thôi. Trong không gian cho hai vector U và vector V đều khác vector không Tìm mệnh để đúng. Ok. Còn đúng này. À. Tích vô hướng. Thằng này đúng đến với tích vô hướng. Ừ. Chỉ đơn giản thôi. Tích vô hướng. Theo đúng định nghĩa. Tích vô hướng giữa hai đứa thì nó sẽ bằng. Module vector V. Nhân với module vector v, à, U. Đúng không? và nhân với cos của góc giữa hai vector đấy ok à, mô đun nha mô đun nha Vậy chắc chắn là của c rồi của c là của đúng chắc luôn còn mấy kia toàn thiếu mà đúng không thế thôi 20 20 cho hình học abcd a b c d tìm mật để đúng rồi đã rồi, rồi rồi bài này là góc giữa hai vector rồi, bây giờ dò góc giữa vectơ A A phẩy với lại vectơ BC A phẩy BC OK rồi bằng góc giữa vectơ BD với lại BC <laughs> mình sẽ đi coi được coi là vectơ song song hay là gọi là vector cùng phương á, đó nha. Tại vì góc với hai vectơ là mình sẽ coi coi là có cái vectơ nào song song với nó hay không thì mình thế được quyền thế. Ừ. Ví dụ như là vectơ a phẩy, à vectơ a phẩy song song với vectơ bb phẩy, đúng không? Thì mình có quyền thế vào đây. Nó ra là vectơ, nó ra góc giữa vectơ bb phẩy và vectơ bc. Ví dụ vậy, à, ví dụ vậy, đúng không? mình thấy những điều song song thôi không gì hết rồi coi mình sẽ ưu tiên những thằng đó bd bd với bc à không được rồi câu a là không liên quan rồi đúng không tại vì a phẩy này với bd nó có song song quái đâu đúng không không song song không song song câu b câu b a a với lại vector ac này a phẩy đây ac đây ôi không xong rồi thua không đúng à, nó phải song song cơ thì mình thế được câu c à, uh, vector a phải vector ab a phải với ab ôi cũng vậy không song này đây thằng này với thằng này không song song này mọi người thấy không tại vì bc với bc dưới nguyên là đó không hai đứa này không song song vậy là bỏ c luôn con d chắc luôn đó không đó rằng a a phải song song với bb phải mà Đấy, cho nên mình được quyền thế bb phải vào cái vị trí của a phải này à, thì nó ra chỗ này nó cũng này à đúng rồi hợp lý thôi vậy là cụ D rồi ừ song song mình có quyền thế vô mình đứng. à thế vô vị trí đó 21 tính lim lim của 4 n cộng 2021 chia cho 2 n cộng 1 quá dễ đúng không đem chia cả tử và mẫu cho n thì mình sẽ được 4 cộng 2021 chia n đem chia cho 2 cộng một phần n thì cục màu xanh này với là một xanh này là bằng không này mấy đó bằng hai đúng không nhỉ? Li bằng 2 b, Easy gì? 22, 22 tiến tổng s bằng 1 cộng 2 phần 3 cộng 4 phần 9 cộng vân vân đến hai mũ n phần 3 mũ n, ok, ừ. rồi nếu để ý mình có thể thấy 1, 2 phần 3 4 phần 9 2 mũ n, tất cả mũ 3 n Thì rõ ràng đó là những cái số hạng Của cấp số nhân Ok không Đó, số hạng cấp số nhân Đấy, cấp số nhân Với U1 Là bằng 1 Còn công bội quy Chính là bằng 2 phần 3 Đúng không, rõ ràng Từ 1 lên 2 phần 3 thì rõ ràng Nhân thêm 2 phần 3 rồi tương tự từ 2 phần 3 lên 4 phần 9 thì nhân thêm 2 phần 3 nữa đúng không quy công bội là bằng 2 phần 3 mà mình cần phải để ý một tí để ý là để ý gì cái con số hạng 2 mũ n phần 3 mũ n nếu như mà mình gom n lại nó ra 2 phần 3 tất cả mũ n đấy mà n này nó tiến tới vô cùng đúng không n tiến tới vô cùng chính xác là cộng vô cùng luôn á. cho nên là cái lim của cái này nè nó bằng không mất tiêu này à, nghĩa là sao nghĩa là từ số hạng đầu tiên là số 1 nó giảm xuống 2 phần ba lại giảm xuống 4 phần chín lại giảm cứ thế giảm 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 hồi là nó gần về không luôn à, cái số hạt tí tắt đằng sau nó gần về không gần tiến sát về không thì người ta gọi cái đây cái này là gì tổng cấp số nhân lùi vô hạn Ok thì rõ ràng nó là tổng cấp số nhanh gì nữa, tổng các số hạng của cấp số nhân đó. Và nó lùi, nó giảm dần cứ thế giảm dần và nó vô hạn. Nó tiến nó vô cùng mà là sao mà hữu hạn được? Đúng không? Nó vô hạn rồi. Đấy, gọi là tổng cấp số nhân lùi à. vô hạn. Đấy. Rồi. Và công thức tính tổng về tính sao? SN là bằng U1 Chia cho 1 trừ quy. Đấy không nhỉ? U1 chia 1 trừ quy. Rồi. Thế thôi. U11. 1 một một. Một trừ quy là 1 trừ 2 phần 3. Thì cái đống này nó sẽ ra 3. Đúng không nhỉ? À, máy ra 3. Vậy là câu A. Tổng cấp số nhanh lùi vô hạn. Ừ, Công thức, công thức, công thức này công thức ok ừ. rồi tất nhiên là chứng minh công thức nó thì dễ lắm à, mới đó có thể nhớ cái tổng cấp số nhân tổng cấp số nhân công thức là cái gì sn bằng u1 nhân cho 1 trừ q mũ n chia 1 trừ q đấy chính xác đây là công thức của tổng cấp số nhân tổng các số hạng cấp số nhân à. mà như đã nói con quy nó bằng 2 phần 3 có đúng không? Q bằng 2 phần 3 thì cái Q mũ N chính là 2 phần 3 tất cả mũ N. N tiến tới vô cùng. Thì rõ ràng cái lim của thằng này nó tiến tới 0 mất tiêu này. Đúng không? Mà khi mà tiến tới 0 á, thì trên tự chỉ còn đúng U1 thôi. Đúng không? 1 trừ 0 là bằng 1. 1 nhân U1 là bằng U1 cái gì đó. Đấy. Là tự nhiên nó đẻ ra cái này. Đấy. Ok chưa? Yeah. À, đúng không? Tất cả đều có gốc. Cái cốt lõi. Người ta gọi là cái cốt lõi của nó. Ok. Nhưng mà thôi. Đúng mà. À, mấy đứa phát hiện ra được là đó là cấp số nhân lùi vô hạn đó, thì áp dụng thức sn bằng u1 chia 1 trừ q không? À, mình chẳng có thời gian này mình rảnh rảnh ngồi uh, u1 nhân 1 trừ q mũ n xong rồi 2, 2 phần 3 đó, UN, thế đó U n thì nó ui không 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 đừng rảnh mình không cần phải làm ba điều đó làm gì hết ừ, 23 cho lim à, 3 mũ n trừ 1 chia cho 2 n trừ 2 x 3 mũ n cộng 1 ok bằng a phần b ờ, a b phần số tối, tối giản a thuộc z rồi bây giờ đơn giản mình tìm cái lim nó xong rồi mình có a có b rồi bắt đầu đi tính cái lượng 2 a cộng b là xong đúng chưa rồi tìm thôi tìm thôi lim 3 mũ n trừ 1 chia 2 mũ n trừ 2 x 3 mũ n -1. cộng 1 bằng <laughs> rồi chia cả tử và mẫu cho cái mũ có cơ lớn nhất cơ nhất là cơ ba đó lên ba mũ n chia ba mũ n là bằng một rồi một phần ba mũ n chia hai mũ n chia ba mũ n gom mũ lại hai phần ba tất cả mũ n Đấy. trừ hai hệ số ghi riêng này ba mũ n nhân chia ba mũ n mất rồi cộng cho một phần ba mũ n xong ok rồi xét này bằng 0 vứt này bằng 0 vứt này bằng 0 trên tự được 1 dưới mẫu là trừ 2 trừ 1 phần 2 đấy nó đang ra trừ 1 phần 2 thì so sánh với thằng này cái này bằng A phần B tối giản nha trừ 1 phần 2 nó tối giản rồi nha vậy mình có quyền phán A bằng trừ 1 B bằng 2 ok ừ. 2A cộng B nghĩa là trừ 2 cộng 2 bằng 0 Cô D Easy game chưa Very easy game đó ừ. Mình có thể quỳ bấm máy Mình có thể bấm máy ừ. Đâu 2 à 3 mũ N Chữ 1 2 mũ N Ừ trừ 2 nhân 3 mũ n cộng 1 can n tiến nó vô cùng 10 mũ 10 bập bập ôi oh, lỗi pháp tính rồi vậy là can bằng trăm thôi ô oh, vậy thì sẽ không chính xác nha à hay quá nó ra đúng trừ 1 phần 2 luôn quá hay rồi ừ nó ra lim đúng bằng trừ 1 phần 2 luôn à và là ngon lành rồi nhá nó là trừ một phần hai đúng rồi nhé rồi 24 tư giá trị của giới hạn lim khi x tiến tới trừ vô cùng của x trừ x lập cộng 1 là nhiều nó easy game đơn giản mình sẽ đi rút bậc cao nhất khi x tiến tới vô cùng là đi rút bậc cao nhất đâm đầu rút bậc cao nhất đúng không bậc cao nhất là bậc 3 nè đấy bằng lim rút ra ngoài là x lập trong là còn trừ 1 cộng cho x chia x lập là bằng 1 phần x bình cộng 1 phần x lập rồi đi xét thôi trong ngoặc không nè không nè vậy trong ngoặc chỉ còn trừ 1 ha mà căng ở chỗ là như thế nào x nó tiến tới trừ vô cùng nên là nó âm mà chỗ này x mũ 3 này lại là hàm lẻ cho nên là vẫn giữ lại dấu trừ đúng không một con âm lập phương lên nó sẽ vẫn giữ lại dấu trừ nó vẫn âm rồi rồi cái âm đó đó đem nhân với trừ một trong đây thì ra dương ok nha và chỗ này sẽ ra dương vô cùng nghĩa là của a Đấy kỹ càng đúng không học kỹ càng lên học thật chắc lên khi mà mấy đứa học thật chắc nắm thật chắc thì không có sợ bố con đứa nào đâu, à, tụi nó nói gì kệ bố nữa, mình đã học chắc rồi cái đấy là đúng, mình biết cái đó là đúng, cho nên mình không sợ cái gì hết, Các không, mình chỉ sợ cái gì, mình sai thôi, <laughs> chứ mình mình đã biết mình làm đúng rồi, thì không sợ cái gì hết, đừng sợ gì hết, ừ, đừng sợ gì hết, ừ, bây uh, học uh, học nó không có ngon lành, học nó mở mút mở hang, uh, học mà không chắc ấy, Nga. kiểu cái rén rén mình làm ra cộng vô cùng là đúng rồi Xong rồi nhìn qua thằng bạn Ôi nó ra trừ vô cùng Tại sao nó ra trừ vô cùng vậy Tại vì nó quên nhân con trừ một này Ví dụ vậy Đó Đấy là mình có hết răng rén Ồ sao thằng bạn nó ra trừ vô cùng ta Kỳ quá ta Xong bắt đầu ngồi Nghĩ 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 là sao cũng phán cô bê theo nó luôn hay là toàn Đó Học chắc lên Học thật chắc lên Ok Học thật chắc lên Đừng sợ gì hết Cứ phải học thật chắc Rồi 25 nhé tìm giới hạn x tiến tới 1 x bình trừ x cộng 1 chia x cộng 1 ui easy đúng không x tiến tới 1 ừ. nghĩa là x tiến tới một số x tiến tới một số cứ việc thế vào à, cứ việc thế vào trên tự được nhiêu trên tự được 1 đúng chưa đúng không 1 trừ 1 cộng 1 là bằng 1 chứ mấy dưới mẫu được mấy được 2 xong đây là đáp án liên ừ, um, easy ừ. rồi 26 26. tính liêm ừ. liêm x tính tới 0 của căn 4x cộng 1 chừ 1 chia x bình 7 x là một lần nữa x tiến tới một số thế x bằng 0 vào trong à, cái, 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 cái hàm số thì trên tự bằng 1 à 1 trừ 1 bằng 0 à trên tự được 0 trên tự được 0 nhá đúng không còn dưới được 0 bao luôn 0 chia 0 rồi không chứ không là vô định đúng không khử vô định thử thế nào thứ nhất đi phân tích nếu như phân tích được phân tích ngay lập tức đấy lý qua phát là thấy mẫu phân tích được phải không thứ hai gặp căn là đi nhân lượng liên hiệp ok rồi làm thôi đi rồi đi phân tích dưới mẫu rút x ra thôi x chữ 3 đấy rồi ở trên tự nhân lượng liên hiệp nhân lượng liên hiệp cả tự và mẫu luôn lượng liên hiệp là gì vậy đổi dấu thằng sau phải không dấu trừ nè thằng dấu cộng đấy nhân vô à nhân tự à nhân mẫu vô nhân cả tự và mẫu luôn ok thì rõ ràng trên tự là hằng thức a cộng b a trừ b nó ra là a bình trừ b bình đúng không bình phương là mất căn rồi quá rõ ràng mất căn rồi vậy nó ra là 4 x cộng 1 trừ một bình nữa đúng không thì trên tự chỉ còn 4 x thôi đó trên tự còn 4 x ở dưới mẫu là x x trừ ba căn ok à, rồi thế là cái x thì triệt đi là xong x triệt x ừ. trên tàu được 4 cái mẫu x trừ 3 ok rồi bây giờ thế x bằng không vô à thế bằng không vô dưới mẫu là được trừ ba đây nè chỗ này không vậy là đây hai rồi đúng không một đây với một đây là hai Vậy là trừ 2 phần 3. D. À, câu B. Câu B. Ok chưa? Yeah. Trừ 2 phần 3. Ừ. Ok chưa? Yeah. Đấy. Khi gặp x tiến tới một số. Ngay lập tức thế vô. Không quan tâm. Cứ thế vô. Nó ra vô định. Bắt đầu khử vô định sau. Ok. 27. Ok cho hàm số fx bằng x bình cộng 1 chia x bình cộng 5x cộng 6 khi đó hàm số y bằng fx liên tục trên khoảng nào sau đây rồi đầu tiên á mình coi được coi là cái mẫu phải khác không không ý không đúng không cái mẫu phải khác không x bình cộng 5x cộng 6 khác không thì bấm máy mình sẽ ra x khác máy x khác 3 với là x à, khác trừ 3 chứ x khác trừ 3 với là x khác à, trừ 2 hả trừ 2 đấy nghĩa là sao vậy đây chính là hai đứa gián đoạn của cái đồ thị hàm số ok không nhỉ à, hai đứa gián đoạn của hàm số x bằng trừ 3 với x bằng trừ 2 là gián đoạn vậy thì mình sẽ chọn những cái khoảng nào mà không chứa hai con đó đúng không nè hàm số đang đi kịch một cái tự nhiên nó dán đoạn ngay đây trừ ba à, là đi tiếp tiếp khúc này kịch một cái nó dán đoạn ngay trừ hai cái này à vậy là không được rồi đúng không ngay chỗ này dán đoạn ngay chỗ này dán đoạn vậy thì mình không thể nào chọn cái khoảng nào mà nó chứa hai con đoạn đấy như vậy khoảng này là tự nhiên là bị gián đoạn làm sao liên tục được đúng không nó bị gián đoạn tại trừ ba tương tự như vậy cái khoảng này làm sao bị dán bị uh, liên tục được đúng không nó bị gián đoạn ngay con x bằng trừ hai rồi không được À, nó vô định ngay đó mà Cho nên đi chọn khoảng nào không có hai con đó à Mà nếu mà khoảng nào mà không có hai con đó thì chỉ có thể là Cụ D thôi. Đúng không? Từ trừ hai cộng vô cùng Tại vì sao vậy? Câu C trừ hai có nằm trong đây Đúng không? Bị gián đoạn rồi làm sao liên tục được Câu B Trời ơi câu B là càng ác liệt Câu B là cả trừ 3 với lại trừ 2 đều nằm trong câu B hết Đúng không? Đấy. Còn câu C Câu C cũng vậy luôn Câu C trừ 3 với trừ 2 cũng nằm trong trừ vô cùng đến 3 Vậy là câu D chắc Liên tục à, Liên tục, đấy, trừ 2 nằm đây nè Đó, trừ 2 nằm đây không Từ đây trở đi là nó liên tục chắc rồi Lớn hơn trừ 2 mà 28 Cho hàm số y bằng fx Căn x 1 2 chia x 5 Khi x khác 5 Ở dưới là a 1 khi x bằng 5 rồi để hàm số f liên tục tại x bằng 5 thì a thuộc khoảng này dưới đây tìm a là sao như nói mình cần có lim x tiến tới x0 của fx bằng với giá trị của fx khi x bằng x bằng x0 đúng không thì nó sẽ liên tục ok nhỉ liên tục tại x0 đấy ok không Ừ. thế thì tại sao hồi nãy thầy cũng có liên tiếp tục luôn, à, cũng nhắc mấy đứa liên tục luôn, mà tại sao có lim trái phải vậy? lim x tiến tới x không trừ đúng không? của fx bằng với lim x tiến tới x không cộng của fx tại sao lim trái phải à, nhớ nhá, khi mà cái chỗ này là dấu khác thì mình chỉ cần tính lim thôi, mình không cần lim trái phải, không cần. còn khi nào á? mà dấu trong cái biểu thức à, hàm số nó có dấu lớn hơn nhỏ hơn đó, thì phải tính liêm trái liêm phải tại nhớ đó mà làm bài nhá ừ. rồi bây giờ tính thôi đó bài này dấu khác mà cho nên tính liêm thôi không cần trái phải gì hết liêm x tiến tới năm à, đúng không năm nè đây à, của con à, căn x trừ một trừ hai chia x trừ năm rồi Tính thôi X tiến tới 5 là x tiến tới một số Đồng ý không X tiến tới một số ngay lập tức thế vô Trên tự 2 nè 2 trừ 2 bằng 0 nữa rồi Dưới mẫu 0 luôn 0 chứ 0 mất tiêu rồi Đi nhanh lựa liên hiệp 2 Nhân cả tự và mẫu cho căn của x 1 cộng 2 Ok Thì giờ trên từ rõ ràng là hạng thức rồi Đúng không? Nó sẽ ra là à, a bình trừ b bình. Nghĩa là x 1 4, đúng không? 2 này phải bình phương lên. Và là x 5 Sướng quá. Ồ hay quá, hay quá. Đây, x 5, x 5, Vậy là trên tự chỉ còn 1 thôi. Chia. Đấy, lại thế 5 vô. Có năng vô thì nó ra là 1 phần mấy nha 5, 5, Căn số là 2, 2 2 là 4 Vậy là 1 phần 4 1 phần 4 mất tiêu rồi Ok Rồi à, đầu. Mình lại đi tính F của X0 Nghĩa là F của 5 Đúng không F của 5 theo đề Nó bằng đúng con A 1 Đấy F của 5 nghĩa là X bằng 5 à, em, em làm đây 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 đúng bằng ai trừ một luôn ok em nhỉ vậy sau khi có đủ rồi để hàm số liên tục tại 5 đúng không? x 5 thì lim của fx nó phải bằng đúng f5 đúng không mà lim của fx thì x tính tới 5 là cái gì 1 phần 4 mới tính được bên đây thế này đây rồi đúng không rồi F5 là như vậy F5 mới nó nói A 1 Thế là xong nhé Điểm A thôi Vậy là Trừ 1 phần 4 qua Trừ 5 phần 4 đúng không? Trừ 5 phần 4 Đấy Đấy là A Oh my god Oh sorry sorry Bậy bạ rồi Chuyển 1 qua chứ Chuyển, chuyển trừ 1 qua Chuyện trừ 1 qua chứ 5 phần 4 5 phần 4 mới đúng 5 phần 4 là bao nhiêu ta 1 phết 25 à nha ừ ừ ừ ừ ok thì 1 phết 25 thì rõ ràng là cụ A rồi đúng không 1 phết 25 nó nằm trong khoảng này mà sao cái gì chưa ừ 9 29 cho hàm số fx căn x cộng 4 chia x bình trừ x trừ 6 khẳng định thôi đúng liên tục trên khoảng nào ok liên tục trên khoảng nào thứ nhất mình cần điều, tìm điều kiện của nó đó điều kiện của hàm số là gì x cộng 4 phải lớn bằng 0 căn mà đúng không trong căn trong căn phải lớn bằng 0 thứ hai x bình trừ x trừ 6 phải khác không mẫu ạ nghĩa là x lớn bằng chữ 4 ở dưới x khác mấy có mấy hồi 9, 2, 2, 1 nè trừ 1 trừ 6 bập bập 3 với lại trừ 2 ok vậy là x khác 3 x khác trừ 2 ok không ừ. rồi có liên tục trong khoảng nào là xong ừ. qua 3 trừ vô cùng trừ 2 trừ 2, 3 và 3 cộng vô cùng à nó sai là sai chứ trừ vô cùng đúng không này làm sao mà x tiến tới trừ vô cùng khi mà x phải lớn hơn bằng trừ tư được đúng chưa sai sai tương tự như vậy của b sai trừ vô cùng phải của c của c vướng gì à khoảng này cô xe và vướng cái trừ ba hai đúng không tại vì con trừ hai nó nằm trong khoảng đó à nó bị sán đoạn ngay con trừ hai rồi xe bỏ đề rồi để chắc rồi. trừ bốn trừ hai trừ hai ba ba cộng vô cùng hợp lý rồi đó, những cái đó là những khoảng mà xác định còn mấy thằng kia không xác định cho nên không thể nào mà liên tục trên nó được đề nhá ba rồi chỗ hàm số sau hàm số nào liên tục trên r r nha ai Chà, để mà liên tục trên r á thì cái tập xác định của nó phải là r đơn giản nó có nghĩa là không bị gián đoạn bất kỳ một chỗ nào hết ok nhỉ vậy qua sai chắc luôn tại vì sao tăng x cái tập xác định của tăng là gì x nó khác b chia 2 cộng kb ok không nhỉ đấy khác cái này cho nên là không thể nào liên tục trên r được đúng không? nó bị gián đoạn ngay đó rồi tương tự như vậy cô b toàn luôn còn có x có x trừ 1 này thì có x nó phải khác 1 đấy hay nó khác đi x nó phải khác bao nhiêu nhỉ 1 1 là uh, k k2b đúng không ah uh, no sorry sorry một hả? Có x khác một Ủa, khác một không? À đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Cả 2B, cả 2B. Học lý rồi. Cả 2B. Đấy, bị gián đoạn chỗ này rồi. Ok. Rồi, cô D. Cô D càng bị gián đoạn tại vì sao nó có cái 9 chữ x bình nó lớn bằng 0. Đúng không? Thằng này lớn bằng 0 mà đi... Đi bấm máy mình sẽ ra là x kẹp giữa từ trừ 3 đến 3 thì làm sao mà dán nó 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 liên tục trên r được đúng không? Nó còn nó còn có cái 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 chỗ vô định như vậy. Lớn 3 vô định có tính được nổi đâu. Nhỏ chữ trừ 3 cũng vô định luôn, đúng không? Ta rồi. xe rồi. Cái mẫu này nè là vô nghệ mà. Đúng không? Cho nên chắc chắn rồi, liên tục trên r. Xe Ok. Rồi, 31. Ok, câu 31 nhé. Cho là phương ABCD A, B, C, D. Các góc à, xác định góc giữa cặp vector AB và vector dd à, D. À, đi vẽ hình lập phương trước nhé. Ok, à, easy game nhỉ, đúng không? Mình cần xác định góc giữa AB và dd phải góc giữa hai đường chéo nhau trong không gian à, thì đơn giản thôi mình sẽ đi tìm một cái đường nào đó song song với một trong hai đường này rất là được à, chỉ cần tự tiến song song là được à, vậy là rõ ràng là mình thấy là con ab nó song song với là con con cd đúng không vì vì ab song song với cd à, cho nên mình có quyền thế con cd này quăng lên đây Đấy, xong song cho nên được quyền quăng lên À, vậy là góc này nó sẽ ra là góc giữa CD Và DD', phải. đấy, ok chưa yeah. Rồi, CD, CD và DD', phải. à vậy thì rõ ràng hai cái vector này vuông góc với nhau rồi Đúng không, rõ ràng vuông góc đây nè, đấy Cho nên góc này góc 90 độ, đấy, easy thôi, à, D, câu D À, ok chưa yeah. Ừ. Thế đó, đơn giản à. thậm chí là mình có thể lấy đường khác cũng được giả dụ như mình có uh, thay vì mình lấy ab song song với cd thì mình có thể lấy con a a phẩy chẳng hạn đúng không a phẩy song song với lại dd phẩy đấy hai đứa này song song nhau cho nên mình có quyền đi thế ngược lên uh, góc giữa ab và dd phẩy thì nó sẽ bằng ấy tại vì song song cho nên mình có quyền quăng con a phải xuống dưới đây à, quăng xuống là mình sẽ có AB với lại A phẩy đúng chưa à, thì rõ ràng mình thấy là AB với A phẩy là vuông góc với nhau đấy vuông góc này đúng không rất rõ ràng vuông góc vậy đây 90 luôn đấy cỡ nào cũng là 90 hết ừ, cỡ nào cũng là 90 hết rồi bà hai nhá hình chóp SABCD có tất cả cạnh đều bằng A rồi Y và J lần lượt là trung điểm của SC và BC, tính số đo của góc hợp bởi IJ và CD dễ nào? Hình chóp có tất cả cạnh đều bằng a, ok. Ừ, vậy là <laughs> ừ, ABCD đấy là hình bình hành. À, xin lỗi, không phải hình bình hành, hình thoi. Tại vì bốn uh, cạnh bằng nhau là hình thoi nhé, ABCD là hình thoi thứ hai là mình có SA à mới đang nhớ nha khi mà mình có cái đỉnh cái 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 đoạn cạnh bên á tất cả cạnh đều bằng nhau á thì đó là chóp đều nhớ à SA bằng SB bằng SC bằng SD bằng A nhá thì chóp SAB CD sẽ là chóp đều à, là chóp đều rồi nhớ nha rồi chóp đều sao đi uh, lấy tâm đáy và à, từ tâm đấy chọc lên vuông góc với đáy thế rồi nào vẽ nào Đấy à, ok chưa ừ. nhớ là chóp đều cho nên mình sẽ có so vuông góc với đáy ok rồi. <laughs> rồi bây giờ tính góc giữa ej và cd Y là, là là, trung điểm SC. J là trung điểm của BC. Ok. Rồi. Vậy đơn giản là mình sẽ đi tìm một cái đường song song với một trong hai đứa EJ hoặc là CD sáu được đường nào cũng được hết à, lấy đường nào đây à, dễ thôi đúng không mình thấy là EJ song song với lại SB mà đúng không? Đường trung bình đúng không? À, EJ song song với SB tại vì EJ chính là đường trung bình trong tam giác SBC đúng không? Trung điểm á, trung điểm mà. Rồi. Vậy là mình thế SB ha à, có quyền thế SB lên trên đây. Đấy. Nhưng mà nếu mà SB với CD thì vẫn chưa được hai cái đường nó cần có một điểm chung để mà tạo ra cái góc, vậy là đi lại đi tận tiến cd nha, đi kiếm một cái thằng song song với cd, thì trong hình chỉ có duy nhất một đứa thôi ab đúng chưa? con cd song song với ab, tại vì uh, abcd là hình thôi, à, là hình thôi. đấy rồi, cho nên khi song song như thế mình có quyền quăng con ab lên như này, đấy, vậy là tự nhiên góc giữa EJ và CD nó sẽ trở thành góc giữa SB và AB Ok không? Thế thôi, đơn giản, chuyện rất đơn giản ha à. Và tại vì có cái điểm chung B này, nhét vào giữa, không? nó sẽ bằng góc SBA à, Mà SBA thì bảo đảm là là đều rồi Đúng chưa? Là 60 độ rồi Tại vì như đã nói trong bài Tất cả các cạnh đều bằng A à, Tất cả các cạnh đều bằng A nhé nghĩa là chắc chắn luôn tam giác SAB là tam giác đều tại vì ba cạnh bằng nhau mà đúng không cho nên góc nó 60 chỗ này ok vậy là câu xe rồi nãy easy ra ừ. có lúc mình chỉ cần tận tiến song song một đường thôi nhưng có lúc mình cần phải làm cả hai đường ừ. thì bí quá phải làm cả hai đường thôi giờ đúng không